Xin chào tất cả các em. Trước mặt chúng ta đây là những em cú mèo mà đợt trước chị Mập đã về rồi ấy. Hôm nay chị Mập về lại nhé. Thì nó sẽ có màu vàng, màu cam và màu xanh. Rồi, lát nữa chị sẽ đổ cái thùng này ra để xem cái màu xanh ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái thùng này. Ý cái chân. Đây, chúng ta sẽ qua cái thùng bên này. Thùng bên này thì chúng ta sẽ có những cái đậu hũ Nhật mà đợt trước chị Mập về rồi ấy. Thì có một số bạn chưa mua được thì chị Mập cũng sẽ về lại. Chị sẽ Mập sẽ về lại. Và đây là cái mẫu gấu. Cái mẫu này trông rất là xinh. Lát nữa chị Mập sẽ quay đến chi tiết cho các bạn xem. Thì cái mẫu gấu này là chị Mập mua từ hãng Vlambo, nhưng mà nó không phải là của Vlambo, mà nó là của cái gì ấy, ở dưới đây này, cái gì ấy, Zumzo gì không hiểu. Rồi chúng ta sẽ lôi những cái này ra, cho ngưng máy để lôi những cái này ra đã. Rồi, và lớp dưới ở cái thùng này nó sẽ là những cái đậu của hãng Vlambo. Thì nó sẽ có hai màu, màu cầu vồng và màu galaxy. Thì cái này chị Mập cũng đã là về rồi nhá. Và có thêm cái mẫu mới là cái con cá này. Cái con cá của hãng Vlambo này luôn. Lát nữa chị Mập cũng sẽ quay và review cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ xuống một thùng dưới nữa. Cái này họ sẽ đóng từng lớp một đấy, để cho hàng nó không có bị dạng như là nó đỡ hạn chế cái móp. Tại vì đợt trước ấy, họ đóng họ để một đống dồn vào luôn. Cho nên là có một số, tại vì là nếu mà Wixi mà không có bao bì như thế này ấy, nó sẽ không có bị cấn. Còn cái Wixi này ấy, thì tại vì nó là cái bao bì cứng không hoàn lại như thế này thì sợ nó sẽ bị cấn. Cho nên là chị đã yêu cầu họ là đóng cẩn thận dùm thì họ sẽ đóng như thế này. Rồi chúng ta sẽ nhấc cái lớp thùng này lên và ở dưới sẽ còn một cái lớp thùng nữa. Rồi, và ở dưới đây là một lớp thùng nữa đây. Đó, từng lớp họ đóng như thế cho nó giảm thiểu cái độ móp của đậu hũ. Rồi, hồi nãy là cá kia là cá màu galaxy, màu cầu vồng. Màu này màu cầu vồng ha. Đó. Rồi, chúng ta sẽ nhấc ở dưới thì nó cũng vẫn từng lớp như thế rồi. Bây giờ là chị Mập sẽ cho nó đứng lại và đổ hàng ra, rồi chị Mập sẽ bóp những cái mẫu mà hôm nay chị Mập về cho các bạn xem cái độ chậm tăng của nó nha. Rồi, bây giờ chị Mập sẽ cho nó đứng lại để chúng ta sẽ xem những cái mẫu mà hôm nay chị Mập về. Thì chị Mập sẽ quay, sẽ show lại cho các bạn xem những cái mẫu đậu hũ Nhật mà hôm bữa chị Mập đã về một số, nhưng hôm nay nhưng hết rồi, chị Mập đã về lại rồi đây. Thì nó sẽ là có 5 màu: màu vàng, màu xanh lá, màu vàng chữ thập, màu đen và màu hồng. Đó, thì một bộ của nó sẽ là như thế này ha. Một bộ của nó sẽ là mấy mẫu như 5 màu như thế này. Có giá là 60.000 một cái. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu khác thôi. Mẫu mà chị Mập muốn nói đến cũng như là rất là xinh xắn thì nó sẽ là cái mẫu này. Các bạn nhìn nhá, từng cái ngoại quan của cái hộp này. Đó, xinh chưa? Đó là một mẫu con cá của hãng Vlambo luôn. Thì cái hộp, từ cái hộp cho đến cái hình dáng của cái Wixi ấy, thật sự rất là xinh. Đây các bạn xem ha. Đây là màu 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 gì? Màu galaxy hoặc màu cầu vồng gì đó. Thì chị Mập cũng không biết là gọi là màu gì. À, màu này thì nó ăn một cái cục kem. Màu này thì lại ăn một trái dâu. Cái laser nó nằm ở đây. Không biết gọi là màu gì đây. Màu galaxy, màu cầu vồng. Ừ, vậy đi. Hoặc là các bạn mua thì các bạn mua là kem, ăn kem hoặc là ăn dâu. Đó, và bây giờ thì chị Mập sẽ review cái độ chậm tăng của nó. Nó rất là mềm, chậm tăng. Tuy nhiên có một nhược điểm là thường những cái màu galaxy hoặc là cầu vồng thì nó sẽ sơn, ví dụ như là một màu xanh này thì họ chỉ sơn một màu xanh này thôi. Nhưng họ làm hiệu ứng galaxy cầu vồng thì họ sẽ sơn nhiều lớp. Thì tương đương thì có nghĩa là cái lớp sơn đó nó sẽ rất là dày. Và nó dày thì khi chúng ta bóp nhiều lần thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng là nứt sơn. Đó,
cho nên là nó đẹp thì nó sẽ có cái nhược điểm của nó thôi nhá. Thì cái mẫu này bên chị Mập bán với giá là 170 và nó rất là dài, dài, cái độ dài của nó tầm 20-22 xăng và cái độ chiều này của nó là 10 xăng và trong nó rất là xinh, kèm một cái hộp như thế này. Khi mua chị Mập ship đi thì sẽ để ở ngoài như thế này thôi và cái hộp thì không gấp lại, để về chúng ta sẽ tự gấp. Gấp cái hộp này thì cũng rất là đơn giản thôi nhá, tại vì nó có những cái lớp gấp sẵn rồi, chúng ta chỉ việc gấp vào thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Bên nhà chị Mập hơi ồn tại vì là chị Mập bên cạnh cái nhà trẻ. Thế nên giờ này là giờ ra chơi của các bé gào to lắm, hét to, hôm nay còn đỡ đỡ ấy. Mọi ngày gào to lắm. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ qua cái mẫu cú mèo này. Thì các bạn cho chị Mập cái nhận xét là cú mèo nào xinh. Chị Mập bán này thì thấy rất là nhiều các bạn yêu cầu cái màu xanh. Nhưng mà chị ấy thì là chị thấy cũng màu xanh cũng đẹp, nhưng mà màu vàng này, màu cam này thì các bạn thấy như thế nào? Màu xanh ấy thì nó rất là chậm tăng luôn. Đó. À hai cái độ chậm tăng khác nhau các bạn cùng xem ha. Bằng nhau nhỉ. Thì cái em cú mèo này có giá là 90.000 của hãng Vlambo luôn. Trông rất là xinh. Em này thì lại rẻ, tại vì có thể là nó dễ làm so với cái em cá kia. Đây là cái bao bì của em. Hôm bữa chị Mập có về rồi, nhưng mà số lượng không có nhiều, cho nên là có một số bạn đã không mua được. Đây là cái bao bì ha, trông rất là xinh ha. Đó. Chị thì chị vẫn thích màu xanh. Cái màu xanh nó đúng với cú mèo hơn nhỉ. Cú mèo này là cú mèo gì mà có cái râu? À lộn, có cái sừng. Cái tai chứ hả? Rồi, chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Những cái mẫu mà nó chậm tăng nhiều ấy, chị Mập rất là thích bóp nó. Kỳ cục. Rồi, chúng ta sẽ qua cái mẫu đậu hũ của Vlambo. Thì có màu cầu vồng và màu galaxy. Đó, cái này thì bao bì không có hoàn lại được. Tuy nhiên thì khi chúng ta về, chúng ta sẽ tắt ở cái chỗ phần này ra này. Móng tay dơ quá, ăn chôm chôm. Tắt ở cái phần này ra xong rồi sau đó chúng ta sẽ mua băng keo hai mặt và dán ở đây, nó sẽ là một cái bao bì mới. Nó sẽ là một cái bao bì mở ra mở vô như cái bạn này lụa âm như những cái bao bì khác luôn nhé. Rồi cái này có giá là 90.000 luôn. Và cái cuối cùng của cái hãng của cái hàng mà chị Mập đã mua từ Vlambo ấy, nó là cái gấu Rikuma này. Các bạn ơi, cái gấu Rikuma này thì chị Mập không biết là nó của cái hãng gì. Bây giờ chị Mập mới nghe mới, tại vì là nhờ các hãng họ lấy, họ bán hàng cho nhau. Ví dụ như hãng này bán cho Vlambo, rồi Vlambo bán cho hãng này. Thì đây là cái license của nó là Jumzo, mà chị không hiểu Jumzo có nghĩa là gì. Du này thì là sở thú rồi đúng không? Du là sở thú hả? Chắc chị nghĩ thế, tại vì là toàn là hình thú không à. Và cái bao bì của nó thì rất là xinh. Bao bì của nó thì rất là xinh luôn. Tên của nó là Hamburger Beer. Gấu hamburger hả? Rồi. Đó, cái bao bì trông rất là xinh. Rồi, đây, chị Mập sẽ cho các bạn xem cái ngoại quan của bé đó. Thì một cái bé gấu Rikuma này làm rất là chi tiết các bạn xem nè. Từng cái hamburger ấy. Đấy. Mặt mũi này, từng cái hamburger. Và cái em gấu này, cái chỗ này thì các bạn đừng có ngạc nhiên, tại vì đây là những cái đuôi bột. Khi mà cái khuôn ấy họ cắt cái đuôi bột, đây là những cái đuôi bột để tạo khí ấy. Cái chân toàn bộ là nó đều như thế, cái khuôn của nó như vậy nhé. Và các bạn xem cái độ chậm tăng của nó thì rất là chậm tăng luôn. Và nó mềm lắm, nó mềm. Khi mà chúng ta rờ vào cái chất của nó mềm. Và nó thơm. Nó thơm mùi phấn em bé. Nó thơm một cái mùi phấn em bé. Thì em này cũng có giá là 90.000. Không to bằng em cú mèo. Không to bằng em cú mèo. Nó chỉ bằng 1 phần 3 của em cú mèo thôi. À 2 phần 3 chứ. Cái này 2 phần 3. 2 phần 3 của em cú mèo thôi. Nhưng nó là của hãng mới ấy. Và cái chất của nó thì rất là tốt nhá. Này. Xinh ha. Dễ thương nữa chứ. Rồi. Đây là những mẫu mà ngày hôm nay chị Mập đã về đó. Thì chị Mập cũng nói đến cái clip trước. Ồn quá. Trời ơi, cuộc đời ơi. Cái clip trước mà chị Mập chơi mini game ấy là cái clip của ngày hôm qua thứ hai. Mà chị Mập quên bén thì chị Mập nói nhiều quá. Cái là kiểu như là buồn thay với các bạn đã ra sửa đi học ấy, cho nên quên bén đi. Thì cái phần quà nó sẽ là những cái em mini như thế này, 10 em, không giới hạn phần quà. Có nghĩa là đợt trước là chị Mập cứ giới hạn là 10 phần quà hay bao nhiêu phần quà. Thì bây giờ là không giới hạn phần quà. Bạn nào trúng thì bạn đấy được luôn nhé. Tại vì là
10 phần quà thì nhiều khi chúng ta không có đoán trúng theo được ấy, cũng chỉ được có 2-3 phần quà thôi. Thì có nhiều bạn nói là sao mà chị Mập chơi 10 phần quà mà chị Mập không trao hết đi, thì bây giờ các bạn không trúng thì trao cho ai bây giờ? Nhưng mà tại vì là tuần nào chị Mập cũng chơi hết, các bạn cứ mong ngóng và theo dõi kênh shop kênh Whitsy Ngọc Trinh của bên chị Mập, đã đổi tên là Whitsy Ngọc Trinh, không còn là Loan Nguyễn nữa, thì các bạn cứ theo dõi kênh đó. Theo dõi thì tuần nào cũng có mini game cả, có hầu như là tuần nào cứ bắt đầu thứ hai là chị Mập sẽ đăng, không thứ hai thì thứ ba là chị Mập sẽ đăng cái mini game để cho chúng ta chơi nhé. Và chúng ta sẽ bình luận ở cái YouTube cũng được, hoặc là theo cái đường link Facebook của chị Mập, về Facebook của chị Mập bình luận cũng được. Các bạn đều khi mà kết quả là sẽ là nhà nước sổ vào ngày thứ bảy hàng tuần của đài thành phố, số đuôi hai, số đuôi đặc biệt thì là chúng ta sẽ trúng nhé. Tại vì kết quả là nhà nước sổ ra, cho nên các bạn đừng hỏi chị ơi có kết quả chưa, tại vì kết quả ngày thứ tư thứ năm đâu đã có ai sổ đâu, nó sẽ vào ngày thứ bảy nha. Rồi, video của chị Mập đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn sắp đi học rồi. Chúc các bạn học thật giỏi để được nhiều phần thưởng. Và phần thưởng thì chúng ta sẽ lại mua cái xì thôi.